Vâng, xin được kính chào kính chị và các bạn quay trở lại trung tâm giáo khoa sử dụng. Và em là Tới, vẫn lên hình ảnh video cho anh chị ngày hôm nay. Một cặp đôi Mazda 3 đời 2018 bản sedan 1.5 AT, thưa quý anh chị nhé. Mời anh chị cùng xem qua một chiếc màu xám biển tỉnh và một chiếc biển Hà Nội màu đỏ. Thì mời anh chị cùng xem qua. Chiếc xe mới có chạy được hơn 4 vạn và lốp vẫn còn là theo xe ngoại màu đỏ, dành cho những bạn hợp với màu đỏ nhé. Màu xám đây thì bên em có hai sự lựa chọn cho anh chị. Và bên em cũng có rất là nhiều mẫu xe đang về đến cửa hàng bên em nữa. Ghế da, ngoài ra thì cũng có cửa sổ trời nguyên bản giống nhau, đều có lót sàn, đều phanh tay điện tử. Đó, đều form dáng giống nhau. Một chiếc chỉ khác mỗi cái biển tỉnh và biển Hà Nội nhé quý anh chị nhá. Gương chống chói, cửa sổ trời rồi. Cặp xe này mới chạy có hơn 4 vạn chút thôi. Đó, cốp sử dụng cốp ấn đây nhá quý anh chị nhá. Lốp được sử dụng lốp treo này. Lốp trong khoang cốp này. Loại lốp cỡ nhỏ thôi quý anh chị. Tất cả thì quý anh chị có thể xem qua xe tại cửa hàng. Ngoài ra bên em cam kết chất lượng sản phẩm của bên em cho anh chị là rằng thì đa cháu có logo Mazda được thiết kế 16 inch quý anh chị nha. Đó, thì anh chị nào đang quan tâm về mẫu sản phẩm này bên em mới về thì anh chị có thể gọi điện qua số hotline của em 0977 500 055, cam kết chất lượng sản phẩm cho anh chị với giá chỉ hơn 500 triệu. Thì anh chị đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.